Dạ em Trinh xin chào anh Đại Nghĩa, xin chào anh Dương, anh Vũ, anh Xuân Bắc, anh chị Minh Hằng ạ. Ô, mặc quần là thành anh luôn hả ta? em bị bị loạn, liệu không em bị run quá, nước tân lực rockstar mới, phong độ siêu bền bỉ, tiếp sức siêu thử thách. Em tên là Nam Lê Nguyễn Trung Nam. Em học trường nào? Em học Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, học năm 3. Quê em ở đâu? Quê em ở tỉnh Tiền Giang, Cai Lậy Tiền Giang ạ. Cai Lậy Tiền Giang nha, bà con cô bác nào đang ở Cai Lậy Tiền Giang thì hãy cổ vũ cho bạn Trung Nam đến với siêu thử thách ngày hôm nay. Vậy thì tại sao em lại chọn cho mình cái cách xuất hiện như thế này trong bối cảnh là một đêm trung thu mà không phải là xuất hiện bình thường như bao nhiêu thí sinh khác? Em luôn có một câu tâm niệm đó là always be a child, nghe là luôn luôn là một đứa trẻ, và trung thu là một phần rất là quan trọng đối với tuổi thơ của em, vì vậy em chọn sự xuất hiện như này. Những cái lồng đèn nó có liên quan đến cái thử thách mà ngày hôm nay bạn ấy mang đến. Vậy thì đó là gì? Em có thể nói rõ ra cho mọi người được biết không nào? Dạ, đó là một phần thi về lửa. Một phần thi về lửa. Đại Nghĩa sẽ cho mọi người biết thử thách mà Trung Nam mang đến cho chúng ta là gì. Cũng sẽ là liên quan tới những ngọn nến, nhưng không phải chỉ 10 ngọn nến như thế này, mà là 100 ngọn nến. Bạn ấy sẽ dùng một cái khả năng đặc biệt của mình để phân biệt một trong số 100 ngọn nến đó qua ngọn lửa. Và một điều quan trọng hơn nữa là khi chúng ta đưa cái cây nến mà giám khảo đã lựa chọn cho Trung Nam nhìn, lúc đó chúng ta sẽ bọc toàn bộ cái phần thân nến lại. Có nghĩa là bạn ấy chỉ nhìn thấy được cái phần đầu, cái phần tim nến, chứ không hề thấy được cái thân cây nến, để mà bạn ấy có thể ghi nhớ bất kỳ một cái dấu hiệu nào trên đó. Sau khi bạn ấy đã quan sát xong, chúng tôi sẽ thắp toàn bộ 100 ngọn nến đó lên. Và dĩ nhiên cái cây nến đó đã được giám khảo đặt vào một cái chỗ bất kỳ trong số 100 ngọn nến. Và chỉ trong 4 phút thôi nha quý vị, Trung Nam sẽ đi nhìn để tìm ra đúng cái cây nến đó. Nếu như một cái vật tĩnh, chúng ta nhìn, chúng ta còn có thể ghi nhớ, chúng ta có thể phân biệt. Nhưng mà ngọn lửa nó đâu có đứng im đâu, phải không ạ? Thực ra đây là một năng lực thể hiện khả năng ước lượng anh. Khi sử dụng 3 năng lực cùng một lúc luôn, khả năng nhìn ngọn lửa, họ nhìn được ngọn lửa, họ nhìn được cầu bắt, ước lượng được cái tỷ lệ tan chảy của cây nến. Đôi khi ước lượng sai thì mọi thứ đều thất bại. Nếu mà cái người chơi mà thực sự họ không có đủ những cái năng lực vốn có của một người có thể phán đoán được tốt, ước lượng được tốt thì chắc chắn sẽ không bao giờ làm được. Nhưng mà nếu dùng để ước lượng bằng cháy thì là một sai lầm. Bởi vì vị trí đặt nến khác nhau, không khí khác nhau, luồng gió thổi khác nhau sẽ cháy khác nhau. Đấy là còn chưa kể ước lượng đúng là mình không thể biết cái bấc trong lõi của cây nến, cái chất liệu làm ra nến nó có đồng đều hay không. Nếu như bằng trực giác thì mình sẽ không giải thích nổi. Dạ đúng rồi, trực giác thì mình không thể giải thích khoa học được. Ngọn nến cháy, ngọn lửa cháy nó luôn biến động, biến đổi. Cho nên đây là thực sự là một thử thách không dễ. Với Minh Hằng thì thế nào mình em? Không có nói về khoa học, mà em chỉ là một người trần mắt thịt để em thấy được là tất cả các cây nến đều giống nhau. Để có thể đo lường được bằng đôi mắt thấy thì hiện tại thì em thấy là điều đó là điều không thể. Mà đã vậy mình còn che cái thân của cái cây đèn cầy lại nữa thì không có một cái dấu hiệu nhận biết nào hết luôn. 24 giây cho một cái nhìn để mà đi qua và ghi nhớ tất cả những cái dữ liệu đó, rồi xong rồi ước lượng nó và loại trừ nữa thì em nghĩ đó là điều rất là khó để có thể mà tưởng tượng được nó diễn ra như thế nào. Đón xem siêu thử thách lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần, chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VTranel.